Cập nhật tiến độ Akari City tháng 10/2023. Tiến độ xây dựng thần tốc, hiện tại đã xây dựng lên đến 27 tầng, dự kiến bàn giao nhà trong quý 4/2024. Akari City, đô thị đáng sống phía Tây Sài Gòn. Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Ý Vi Bất Động Sản. Mời cô chú anh chị cùng MV cập nhật tiến độ mới nhất cũng như là chính sách bán hàng trong tháng 10 của dự án Akari City Bay 2. Nam Long là một chủ đầu tư vô cùng uy tín về tiến độ và chất lượng xây dựng. Đặc biệt tại Akari City sẽ có sự kết hợp với hai đối tác lớn đến từ Nhật Bản là Nissin Nippon và Hankyu Hanshin, nên là quý khách hàng sẽ vô cùng an tâm về tiến độ công trình. Với tiến độ hiện tại thì chỉ còn 2 tầng nữa thôi là sẽ cất nóc dự án. Dự án sẽ đi vào hoàn thiện. Thời gian bàn giao nhà sẽ được chủ đầu tư dự kiến vào quý 4/2024. MV nghĩ có thể là sẽ bàn giao sớm hơn dự kiến với cái tốc độ hiện tại. Sau khi bàn giao thì khoảng 6 tháng thì quý cô chú anh chị mình sẽ được đi công chứng những sổ hồng căn hộ luôn. Chủ đầu tư Nam Long có những chính sách vô cùng ưu đãi cho quý khách hàng sở hữu căn hộ Akari City trong tháng 10. Thanh toán nhẹ nhàng chỉ 5% trong đợt 1 và trả 30% trong 12 tháng đến khi nhận nhà. Ngân hàng cho vay lên đến 65% giá trị căn hộ, lãi suất cố định từ 3% đến 5% trong 24 tháng. Giá vô cùng hợp lý, chỉ 3 tỷ là đã có thể sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ tại ngay trung tâm quận Bình Tân và 20 phút di chuyển đến quận 1. Đặc biệt một điều nữa là chiết khấu ngay 2% cho quý khách hàng giao dịch trong tháng 10 và chiết khấu thêm 2% khi chọn phương thức thanh toán nhanh. Gọi ngay cho MV qua số điện thoại 0789717170. MV sẽ hỗ trợ trực tiếp mọi thắc mắc về căn hộ Akari City. MV xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị khách hàng ở video kế tiếp.